Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Archiru. Và Thiên đang có mặt tại một siêu thị nhỏ và tiết lộ với tất cả các bạn một bí mật là các tiện ích tại Empire City sẽ sớm có mặt tại tòa tháp Linden Residence. Các tiện ích sắp khai trương tại Empire City sẽ bao gồm quán bụi, siêu thị Gensai, các cửa hàng tiện lợi Pismart, Pet Shop, Night Shop, Skincare và một số dịch vụ đi kèm. Hãy cùng chờ đón. Bây giờ hãy cùng Thiên khám phá Linden Residence nhé. Và Thiên đang có mặt tại sảnh chờ của T2A. Chúng ta nếu chúng ta có bạn bè, người thân thì chúng ta có thể ngồi ở đây thư giãn và trải nghiệm cảm giác giống như là một khu vườn xanh ở Singapore vậy. Tiện ích Linden Residence sẽ bao gồm phòng gym tiêu chuẩn quốc tế, phòng giải trí, hồ bơi chuẩn quốc tế 50m tại tầng 2 và BBQ cùng hồ bơi nhỏ tại tầng 5 kết nối tháp T2A và T2B. View từ hồ bơi tầng 5 sẽ ngắm toàn thành phố. Và bây giờ hãy cùng Thiên lên thang máy để khám phá căn 3 phòng ngủ tại tháp T2A. Tháp này cao 3-4 tầng và có view trực diện về thành phố. Xin chào, xin mời vào. Chào đón các bạn đến với căn hộ 3 phòng ngủ 127m². Bây giờ hãy cùng mình khám phá căn hộ này sẽ như thế nào nhé. Đầu tiên là khu vực phòng khách với ban công và view trực diện về thành phố rất là đẹp. Tôi có thể thiết kế một cái sofa, một cái tivi theo phong cách 2021. Và các bạn hãy cùng tôi trải nghiệm cái view về thành phố sẽ như thế nào. Xin mời. Tiếp theo hãy cùng tôi khám phá khu vực bếp tại đây. Khu vực bếp ở đây được thiết kế theo phong cách châu Âu với tủ bếp trên, tủ bếp dưới và tất cả các thiết bị bếp ở đây như lò nướng và bếp từ ở đây đều đến từ thương hiệu Bosch. Và chúng ta có một cái đạo bếp ở đây rất là thuận tiện cho gia đình của chúng ta. Phòng giặt ngay tại giếng trời mang lại làn gió tự nhiên vào phòng khách, các bạn có thể thấy. Và điều đặc biệt ở đây, tất cả các phòng ngủ đều có view về thành phố và lấy ánh sáng tự nhiên. Xin mời. Đây là phòng ngủ nhỏ của chúng ta. View cũng sẽ về quận nhất và được trang bị một tủ vải thông minh tại đây. Và bên đây sẽ là phòng ngủ master. Đối với phòng ngủ master thì chúng ta sẽ có một cái view rất là tuyệt vời. Khi mà mỗi sáng chúng ta thức dậy hay là buổi tối, chúng ta sẽ thấy nhìn được Bitico và thành phố. Chúng ta cũng sẽ được trang bị một cái tủ vải như thế này. Và đặc biệt chúng ta có một cái bồn tắm. View rất là chill, nhìn về toàn thành phố rất là tuyệt vời. Phòng ngủ cuối cùng ở đây chúng ta sẽ có view về The Metro Mall, cầu Thủ Thiêm 2. Như vậy là tôi đã giới thiệu cho tất cả các bạn chúng ta một căn hộ 3 phòng ngủ 127m² với view về thành phố. Với giá trị của căn hộ này là 2x tỷ. Nếu quý vị nào quan tâm thực sự, hãy liên hệ ngay với Archiru để nhận thông tin chính xác nhất. Xin chào và hẹn gặp lại tại Linden Residence.